Sáng nay, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính và Chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đã dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn về chuyển đổi số dành cho lực lượng công nghệ thông tin toàn quân năm 2024. Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày. Các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 21 chuyên đề về công nghệ thông tin chuyển đổi số. Các chuyên đề này đã được ban tổ chức cùng các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng nhằm cập nhật những kiến thức, xu hướng mới nhất về chuyển đổi số. Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng xác định công tác tập huấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số là một trong những nội dung đột phá cần phải tập trung thực hiện trong năm 2024. Bởi vậy, ngay từ tháng 1 năm nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tập huấn dành cho nhóm đối tượng là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị nhằm thống nhất về nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu về chuyển đổi số. Trong đợt này, Bộ Quốc phòng tiếp tục tổ chức tập huấn cho nhóm đối tượng thứ hai là các cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm và cũng là lực lượng nòng cốt về công nghệ thông tin chuyển đổi số của các cơ quan đơn vị. Thứ trưởng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đồng chí học viên cần xác định rõ trách nhiệm để tập trung lĩnh hội kiến thức cho thật hiệu quả, từ đó nâng cao trình độ, kỹ năng về chuyển đổi số, làm nền tảng vận dụng triển khai vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.